lời đầu tiên thay mặt ban quản trị của kênh, xin gửi tới các bạn xem video, cùng quý khách hàng, quý đối tác, lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Xin tri ân lòng tin và sự ủng hộ. Những năm qua, phong trào sản xuất chăn nuôi và phát triển kinh tế ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh luôn được chú trọng. Nhờ hiệu quả từ các mô hình sản xuất chăn nuôi kết hợp với trồng rừng nguyên liệu đã có phần nâng cao thu nhập và xóa đói giảm nghèo cho bà con nhân dân vùng thượng huyện Kỳ Anh. Sinh ra và lớn lên ở xã Kỳ Sơn, nhận thấy tiềm năng về đất đai và thế mạnh đồi núi nơi đây. Cùng với sức trẻ, trong những năm gần đây, anh Hồ Thế Trung ở thôn Sơn Trung 1, xã Kỳ Sơn đã mạnh dạn vay vốn, đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi kết hợp với trồng rừng nguyên liệu. Anh Trung đã kết hợp chăn nuôi gà, vừa tiết kiệm chi phí trong thức ăn sản phẩm lại dễ tiêu thụ vì gà thả vườn được đánh giá là thơm ngon, thị trường tiêu thụ lớn. Đến nay, anh Hồ Thế Trung đã có trên 8 hectare rừng tràm nguyên liệu kết hợp với chăn nuôi gần 1.000 con gà. Mô hình kinh tế đã mang lại thu nhập ổn định cho gia đình anh từ 140 đến 200 triệu đồng mỗi năm. Gà nhà em ở đây nuôi là từ khi mà bắt về đến khi mà đến bán là có hai quy trình. Thứ nhất là từ khi mình bắt gà về thì trong vòng một tháng đang còn phong thuộc để với là ăn cắm co. Còn khi qua một tháng thì mình phong trong thuộc đó mình thả ra ngoài cho ăn tự nhiên. Với là tối về thì mình bổ sung thêm cám cơm lúa với là có ít bạch sắn, bột ngô chứ đó là mình trộn vào cho nó ăn bổ sung thôi. Còn đối với gia đình anh Hồ Văn Nam ở thôn Mỹ Thuận, xã Kỳ Sơn, ban đầu chỉ chăn nuôi với quy mô nhỏ lẻ, nhờ được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi lợn và tham quan các mô hình chăn nuôi lợn thương phẩm có hiệu quả trong và ngoài địa bàn, nên gia đình anh đã quyết tâm đầu tư xây dựng chuồng trại quy mô 30 con lợn thương phẩm trên một lứa. Ngoài ra còn kết hợp nuôi 3 con lợn nái sinh sản để chủ động nguồn giống, bình quân khoảng 3 đến 3,5 tháng là xuất chuồng một lứa cho thu nhập từ 100 đến 130 triệu đồng trên năm. Nhờ chăn nuôi thêm lợn nái chủ động nguồn giống nên lợi nhuận cao hẳn và không lo giá cả lợn thịt trên thị trường lên xuống. Ngoài nguồn thu nhập từ mô hình chăn lợn thương phẩm, gia đình anh còn kết hợp trồng 8 hectare rừng tràm nguyên liệu, 0,5 hectare rau như ngô, lạc, dưa bí cho thu nhập khá ổn định. Nói chung là hồi xưa là tôi cùng với lợn nái mà lợn gọi là lợn tôi nuôi nhỏ lẻ, nuôi có 2-3 mà nái cùng với nhỏ lẻ. Rồi thì thứ nhất thứ hai là thì áp dụng chưa áp dụng cái khoa học kỹ thuật nữa, cho nên là cái lợi nhuận cũng thấp. Sau này thì là có khi cái họ mở nhiều lớp đi tập huấn đó. Rồi thì vừa rồi tôi cũng đi học cái lớp thú y ngắn hạn 3 tháng. Rồi về sau đó về tôi mạnh dạn là tôi đi mở trang trại để chăn nuôi. Được sự hỗ trợ của các dự án, gia đình bà Nguyễn Thị Tỷ ở thôn Sơn Trung 2, xã Kỳ Sơn đã mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại, đưa giống hươu vào chăn nuôi từ cách đây vài năm. Người được hỗ trợ vốn, tập huấn hướng dẫn khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh, cách cắt nhung hươu và tổ chức đi tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình nuôi hươu ở huyện Hương Sơn, nên đàn hươu của gia đình bà đã sinh trưởng và phát triển tốt, cho thu nhập gần 100 triệu đồng mỗi năm. Ngoài ra, gia đình bà còn chăn nuôi kết hợp 30 con bò và 30 hectare rừng nguyên liệu cho thu nhập gần 300 triệu đồng mỗi năm. Đấy thì nuôi hươu thì cũng là cho gia đình thì cũng có một cái kinh nghiệm. Mỗi lứa cát là mỗi đợt cát là khoảng 2 cân đến 2 cân rưỡi, mà tổng một năm là 3 lứa thì cũng là thu hoạch cho gia đình thì cũng là có cái thu nhập cao. Nhận thấy trồng cam quả phù hợp với điều kiện đất đai thổ nhưỡng của địa phương, gia đình chị Lê Thanh Duyệt ở thôn Tân Phúc Thành 2, xã Kỳ Thượng là người đi đầu trong mô hình cải tạo vườn tạp, thay thế bằng các loại cây trồng vật nuôi mới cho hiệu quả kinh tế cao. Từ chỗ hoang tạp, chị Duyệt đã chuyển đổi hơn 1 hectare đất trống sang trồng cam quýt bưởi, mỗi năm đem lại nguồn thu nhập trên 100 triệu đồng. Riêng từ năm 2014, chị còn cải tạo đất để trồng thử nghiệm gần 1 hectare cam V2. Sau hơn 2 năm đưa vào trồng, cam V2 đã cho thu hoạch từ 2 đến 3 tấn quả trên một vụ. Nhờ áp dụng đúng quy trình khoa học kỹ thuật thích nghi với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của địa phương,
nên mô hình kinh tế vườn của gia đình chị không chỉ cho thu nhập cao mà còn trở thành vườn mẫu để nhiều bà con nhân dân trong vùng đến tham quan, học tập và làm theo. Để áp dụng đưa các cái cây là có cái giá trị kinh tế cao về thu nhập thì nhằm mục đích là tăng cái phát triển kinh tế cho gia đình và cũng vừa là để cho chị làm để cho chị em hội viên là cũng nhìn vào để học hỏi là của gia đình. Thì về cái gia đình vừa qua trong cái phát triển kinh tế thì cũng chuyển đổi cơ cấu cây trồng là được thực hiện chủ trương của trên vì trong nghị quyết 08 của ban chấp hành đảng bộ xã Trường đề ra thì chuyển đổi cây trồng về phát triển trồng chè, cây chè công nghiệp, tập trung đột phá ba báo cái mũi nhọn đó là cái chè công nghiệp và cây có mũi và tập trung phát triển chăn nuôi. Thì gia đình cũng áp dụng và thực hiện là trong một số loại cây ăn quả như là cây bưởi Phúc Trạch. Với quyết tâm cao của Đảng bộ chính quyền trong những năm qua, xã Kỳ Trung xác định xây dựng các vườn cây con chủ lực vừa tạo việc làm vừa nâng cao thu nhập cho bà con nông dân nhờ có các chính sách trong hỗ trợ trồng, tập huấn ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng các vườn ươm cây giống và khâu nối doanh nghiệp bao tiêu toàn bộ sản phẩm trái búp tươi nên bà con nông dân đã mạnh dạn đưa các giống chè PH1, LGP2 vào trồng đại trà. Đến thời điểm này, xã Kỳ Trung đã phát triển được hơn 200 hectare chè nguyên liệu với 7% hộ gia đình tham gia trồng chè, sản lượng bình quân từ 15 đến 17 tấn trên 1 hectare, sản lượng chè tươi hàng năm ước đạt 1.200 tấn. Ước tính thu nhập bình quân mỗi năm từ cây chè mang lại hơn 8 tỷ đồng. Đi đầu trong phong trào này là gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hương ở thôn Đất Đỏ đã trồng 18 sào chè, bình quân cho thu nhập ổn định từ 15 đến 20 tấn trên năm. Vào vụ thu hoạch, gia đình chị Hương còn phải thuê từ 2 đến 3 nhân công để thu hái theo thời vụ. Hiện nay gia đình tôi đang thâm canh là 18 sào chè. Và giá trị mang lại của đôi chè thì cũng rất cao. Như có cây chè mà gia đình tôi có kinh tế ổn định và góp phần vô cho con cái ăn học cùng như mua sắm các trang thiết bị trong gia đình. Và với hiện nay thì được cấp ủy đảng chính quyền quan tâm nên là phối hợp cùng xí nghiệp chè là giá thành của cây chè cùng ổn định để đảm bảo đời sống cho gia đình tôi nói riêng và cũng như nhân dân xã nhà nói chung. Để có được những kết quả trong phong trào sản xuất chăn nuôi thời gian qua, các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh đã đẩy mạnh phong trào thi đua nông dân, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, nông dân thi đua xây dựng thôn mới, vận động bà con nông dân thực hiện quyết liệt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, khai thác tiềm năng lợi thế từng vùng, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh việc phát triển chăn nuôi, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, thực hiện liên doanh liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm. Nổi bật nhất là các mô hình trồng chè công nghiệp ở xã Kỳ Thượng, xã Kỳ Trung, mô hình chăn nuôi lợn, trâu bò ở xã Kỳ Lâm, Kỳ Lạc, Kỳ Hợp. Xác định là tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thì trong đó chủ yếu dân Kỳ Thượng thì tập trung phát triển cái nông nghiệp thì chủ yếu là phát triển cây cam, cây củ mũi. Thì trong này cây củ mũi chủ yếu là bưởi Phúc Trạch, rồi là bưởi da xanh với cây cam. Và năm nay thì phát trồng quá cái chỉ đạo của ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã thì chúng tôi đã tập trung chỉ đạo phát triển cái vùng cam ở trên địa bàn xã thường là gần 30 hecta và đầu tư đúng theo cái bài bản theo cái quy trình kỹ thuật, cho nên hy vọng rằng là trong tương lai thì thường chúng tôi sẽ là một cái vùng cây ăn quả và tập trung có hiệu quả kinh tế nhất trên toàn huyện. Với các chính sách thiết thực từ chương trình mục tiêu quốc gia xây thôn mới đã giúp bà con nông dân ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh biết tận dụng lợi thế tự nhiên, đánh thức tiềm năng vùng đất đồi hoang hóa trước đây để kết hợp sản xuất chăn nuôi như một hướng đi hiệu quả trong sản xuất và nâng cao thu nhập. Để tạo không khí sôi nổi, phấn khởi trong toàn thể hội viên, thời gian qua Hội Cựu Chiến binh huyện Kỳ Anh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Trước đó, ngay từ đầu năm, Hội Cựu Chiến binh huyện Kỳ Anh đã tổ chức ký kết giao ước giữa các hội cơ sở với các nội dung như phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, phong trào 3-0, phong trào cựu chiến binh tham gia đảm bảo an toàn giao thông, phong trào toàn hội chung sức xây dựng thôn mới, đô thị văn minh.
Trong đó nổi bật nhất là hội thi báo tường cựu chiến binh đã thu hút được đông đảo hội viên hội cựu chiến binh trong toàn huyện tham gia. Ở vòng chung kết hội thi có 13 đội đại diện cho 13 hội cựu chiến binh được lựa chọn qua các vòng sơ khảo của các cụm trong toàn huyện. Thì đơn vị xã Kỳ Xuân đã phát động phong trào đến toàn thể hội viên là làm thơ gửi đến ban biên tập để là làm báo tường tham gia cuộc thi ở huyện. Bên cạnh đó thì nằm trong chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương thì hội cựu chiến binh của xã nhà cũng tiếp tục là xây dựng tuyến đường mẫu tham gia bảo vệ an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Với chủ đề phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, xây dựng hội trong sạch vững mạnh, gương mẫu tham gia xây thôn mới, tại hội thi mỗi đội phải trình bày tờ báo tường của đơn vị mình bằng hình thức sân khấu hóa, giới thiệu làm nổi bật ý nghĩa tiêu đề của tờ báo, các bài viết và hình ảnh được khắc họa ý tưởng xây dựng và trình bày tờ báo. Nội dung của các tờ báo tường đã thể hiện tình yêu quê đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu và những người đã có công với nước. Các tác phẩm tham gia hội thi khá đa dạng, phong phú về nội dung và thể loại, thể hiện vai trò tiên phong gương mẫu của các thế hệ cựu chiến binh huyện Kỳ Anh. Có thể nói là đến giờ phút này thì cái vòng chung kết của hội thi báo tường của huyện Kỳ Anh là thành công rực rỡ. Mà theo tôi thì cái thành công nhất của hội thi này đã mang đến được cái nguyện vọng của anh em, tiếng nói của anh em và đời sống tinh thần của tất cả anh em hội viên trong huyện Kỳ Anh để đến với nhau, để giao lưu với nhau. Và tôi thì ở đơn vị cựu chiến binh xã Kỳ Phong và cùng với tinh thần thi đua học hỏi. Có thể nói rằng là hôm nay là huyện hội cựu chiến binh Kỳ Anh tổ chức cái hội thi tờ báo tường nhân hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập hội cựu chiến binh Việt Nam. Và có lẽ là đây là lần đầu tiên mà một cái hội thi thơ báo tường tại cái cựu chiến binh huyện Kỳ Anh mà tổ chức tại xã Kỳ Đông. Tôi cho rằng là đây là một dịp rất tốt để có thể từ đây mà chúng ta phát triển thành một phong trào mới để là các hội viên của tất cả các hội trong huyện Kỳ Anh tiếp tục phát huy cái làm bảo tường cái phong trào văn hóa văn nghệ. Hội thi báo tường hội cựu chiến binh là hoạt động nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang và chặng đường 30 năm qua của hội cựu chiến binh Việt Nam, đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc nhằm tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên hội cựu chiến binh luôn giữ vững và phát huy phẩm chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng là lực lượng tin cậy của cấp ủy chính quyền và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Năm nay, hội cựu chiến binh huyện Kỳ Anh đẩy mạnh các hoạt động năm lần cuối hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập hội, gồm các nội dung đẩy mạnh các phong trào thi đua trong xây dựng nông thôn mới theo thông báo 191 của ban thường vụ huyện ủy, đó là tập trung chỉnh trang quản lý các tuyến đường mẫu, thứ hai phối hợp với công an chính quyền bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông, thứ ba là phối hợp với hội nông dân chỉnh trang vườn hồ, cải tạo vườn tạp và xây dựng vườn mẫu. Ngay từ bây giờ, Hội Cựu Chiến binh huyện Kỳ Anh đã phát động các hoạt động thi đua hướng tới chào mừng 30 năm ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, mùng 6 tháng 12 năm 1989, mùng 6 tháng 12 năm 2019. Trước mắt, các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn hội chung sức xây thôn mới, đô thị văn minh, tăng cường tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tập trung cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu cựu chiến binh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn toàn huyện.